Xin chào anh em, chào những anh em đồng đảng đang chơi PC nha. Hôm nay mình một ngày đẹp trời và mình bị ốm cho nên là mình đã ở nhà và mình làm một clip cho anh em coi về cái chuyện mà thay nhớt cho mấy ông PC này. Đầu tiên với dòng PC, lưu ý là PC đời 2016 nha. Em phải lưu ý 2016 và xe 2016 thì mình thay nhớt. Nói về vấn đề thay nhớt của này thì mình gồm phải chuẩn bị những gì? Việc chuẩn bị đầu tiên và quan trọng nhất đó là anh em phải chuẩn bị nhớt. Nhớt nha anh em, không có nhớt mở ra xong cái sổ không có nhớt đi là rồi, cũng ngân hành luôn. Ở đây, đây là mình hay sử dụng cái loại là Motul. Nó có hai thứ khác nhau. Anh em chỉ cần chọn đúng loại cho tay ga thôi. Đây, loại cho tay ga, dầu nhớt xe, tay ga 4 thì của hãng nào cũng được hết, Motul, Castrol hay là con sói, con gì đó, đồ cổ Mobil hay là Cantech gì cũng được hết nha. Còn mình không bán nhớt nên không quan trọng chuyện đó. Nhớt nào ngon bổ rẻ là mua thôi. Và với cái dòng T-Sys thì anh em chỉ cần mua cái loại là có thông số này. Cái con số này là cái con số 10W40 dùng cho tay ga. Đây dầu nhớt xe tay ga nhưng mà nó là 10W40. Mua mắc tiền chút hơn thì nó sẽ có các cái loại mà nó dầu tổng hợp, dầu bán tổng hợp. Thì tùy theo cái điều kiện sử dụng và kinh tế mà mình sẽ lựa chọn cái dầu nhớt cho phù hợp. Này, đây là cái chai cũ. Rồi, cũ bỏ qua bên, chai mới. Em nhớ tìm đúng thông số nha. Quan trọng là thông số này nè. Đó, mình chọn cái nhớt mà nó đặc quá. Cái số nó lớn quá, cái số sau chữ V kép nha nha. Đây mình đang nói với các bạn mà gọi là muốn tìm hiểu, tự chăm sóc mấy cái xe của mình nha. Còn thợ thầy thì thôi, anh em lướt qua thì cho mình được cái like, cái chia sẻ nha, đăng ký cũng được, có động lực. Anh em đăng ký được một cái thì cũng cảm ơn, rất là vui. Rồi bây giờ cái con số này mình mà mua cái nhớt mà nó đặc hơn thì vào thì họ, anh em hỏi nó thay nhớt mà cái số này nó khác, vô chạy được không? Được nha anh em, được. Cái này là nó liên quan đến cái độ mà gọi là độ loãng của nhớt đó. Mình thay nhớt nó đặc hơn chút thì chạy vào thì nó sẽ nặng máy, và về lâu dài thì thực sự là nó không tốt. Tại mình chỉ nên thay những cái nhớt mà theo khuyến cáo của thông số khoảng thôi. Số này nè, ví dụ đây là 10W40 nè, cũng cần mua nhớt nhập ngoại gì nhiều nha. Nhớt xe máy mình sử dụng hàng ngày mà, dùng cái nhớt nó vừa phải và nó phù hợp túi tiền thôi. Rồi xong cái vụ nhớt, còn bây giờ mình mới nói là đến cái chuyện là chuẩn bị những cái gì anh em. Mà nếu mà thay nhớt cho xe này thì anh em chuẩn bị cái đầu tiếp số 12 nè. Cái này là do mình hay thay nhớt cho nên là anh em mua rời một cái đùi gà này với lại cái cần tự động này với cái đầu tiếp này là đủ rồi. Còn phía trên này thì mình sẽ nên chuẩn bị một cái kềm, trường hợp mà cái người trước họ vặn chặt quá thì mình dùng cái kềm này mình thọc vào đây nha, mình xoay để mình mở nó nè. Đó là cái công cụ là mình chuẩn bị nha. Nhớt là số 1 nha, không có nhớt thì thôi đừng có gỡ ra là lại ăn hành với nó nữa. Rồi xong cái vụ nhất, bây giờ mới nói đến cái chuyện mà cái chỗ mở nó là chỗ nào. Nhìn thấy nha, nhìn kỹ nha nha. Ở đây có mấy vị trí lận. Đây, lật bên dưới cho anh em coi. Nó sát chỗ chân trống nha nha. Đây, anh em quan sát kỹ nha. Ngay chỗ cái chốt của chân trống này nè. Dịch trên đây đi xíu, có con ốc, có cái lồng đèn bằng nhôm này. Anh em lưu ý là cái này nếu mà nó bị hiện tượng mà nó có nhiều thợ họ vặn tuôn, hoặc là mình bất cẩn mình vặn mạnh tay quá thì anh em mua con ốc này trước để mà thay nha. Trong nó có cái đệm nhôm nha, cái lồng đèn đệm bằng nhôm này. Cái này mình cũng mua trong hãng, nó rẻ lắm. Thì nó có 1.000 hay 1.500 gì cái lồng đèn này thôi. Ốc này nó cũng có luôn, ốc này như nó bán 3-4.000 nghìn con á. Rồi anh em nó lâu nên thay cái này nha, ủng hộ hãng Honda phát triển cái. Khổ quá. Họ bán phụ tùng mà. Rồi cái này là đưa cái cần tự động vô nha, mình gọi là cái đùi gà.
Đây anh em thấy đây, anh em úp cái đùi gà lên đây nha. Đó, tiếp 12 là vô đúng lỗ nha, xoay cho đúng lỗ nha, đặt một cái là rồi đó, nó vào khớp nha. Đó. Bây giờ mình cắm vào rồi thì mình vặn như thế nào anh em nhìn kỹ nha, những bạn nào chưa biết nha, kéo ngược qua sau nha, kéo ngược qua sau như thế này thì nó sẽ mở rồi. Ok, nãy giờ chắc anh em thắc mắc cái này là gì, anh em chuẩn bị nhớt, chuẩn bị công cụ đồ xong thì anh em phải chuẩn bị cái đầu hướng nhớt. Đây giới thiệu anh em, đây là cái này là cái phụ phẩm từ cái dàn nồi trong bếp của vợ mình đó, không hiểu vì lý do gì đó mà nó kêu làm kêu là như thế này, chảo rồi cũng không xài sao nó vứt ra, mình lấy mình xin này, nó rỉ hết rồi. Anh em lưu ý là phải xài chảo không dính nha, trong dính. Ừ, trong dính mới ngon nha, chứ chảo mà nó ấy là nó dính tùm lum hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ con ốc mình xả nhớt ra nha. Đó. Rồi bây giờ mình đã xả nhớt ra nha nha, anh em nhìn cái màu nhớt này, thực ra cái màu nhớt này mới thay nhớt mới có chạy vài bữa nó cũng sẽ ngả màu như vậy này thôi nha nha. Nhưng mà có một cái mình rất là khó chịu ở cái dòng PC này là anh em thấy không, quan sát kỹ nha. Đó, cái lỗ nhớt nó chảy ra mà không hiểu cái lý do gì đó mà nó thiết kế làm sao mà mình không thể nào mình đưa cái đồ hướng nhớt nó vô nó sát được ở ngay chỗ trong này nha. Thành ra là lúc nào mình hứng nó cũng bị tràn ra ngoài hết, anh em thấy nó ngay chỗ cái chân trống không, cái chỗ này này đó, nó cứ tràn ra tại vì mình không đẩy được cái này vô sát trong này, nó đụng cái chân trống. Một thiết kế được theo mình nghĩ là khá ngu với cái dòng này, là mình lần nào nó cũng chảy bợ ra hết, rất là bẩn, khó, nói chung là nó khó hướng hơn những xe khác chứ không phải là không hướng được nha nha nha. Đó, lót đây, mình lót cái giấy báo cũ mình lót chứa cho nó sạch. Rồi bây giờ á, cái công cuộc mà thay nhớt bây giờ nó đến cái đoạn này là đến cái đoạn đấy nè. Bây giờ mình kiểm tra cái ốc này nha nha, cái con ốc này đó, anh em phải kiểm tra kỹ là nó có bị trần gai hay là nó có bị vấn đề gì không, và mình nhớ vệ sinh kỹ cái lồng đèn nhôm này, cái tấm đệm bằng nhôm đó, người ta gọi là tấm đệm bằng nhôm, mình gọi là lồng đèn đó. Đây nó có này đó, coi nó có bị móp méo hay gì không, nếu mà không ấy thì nên thay nha, thay cái lồng đèn nhôm nó rất là rẻ. Các hãng xe hơi lớn thì khi họ thay nhớt thì đồng nghĩa với việc họ sẽ thay luôn con ốc này và cái lồng đèn này luôn, thay nhớt của họ là vậy đó, họ không tiết kiệm mấy thứ đó đâu, tại mấy cái thứ này là nó dễ xì, nó dễ rủi ro lắm. Rồi nhớt đã hứng hết rồi, đưa ra coi coi, cũng đen ngòm. Đến đoạn này quan trọng là mình phải vệ sinh nha. Đó, vệ sinh cái này, vệ sinh con ốc, rồi mình vặn bằng tay vô, anh em phải vặn bằng tay vô cho nó chạm xong rồi anh em mới dùng cái khóa để siết lại nha nha, chứ không có không ấy vào là dễ bị cháy gai lắm. Con này là ai mà vặn không quen là cháy gai là bình thường, nó mà cháy trong lốc là mệt nữa. Đó, bây giờ mình vệ sinh nó đi, lau chùi cho nó sạch sẽ, sạch nha, lau sạch, kiểm tra coi đừng không đừng để cát kiếc đồ nó dính vào nha. Rồi luôn vô gắn lại. Đó, rồi anh em lưu ý nha, cái này anh em phải vặn nha, vặn cung cho kim đồng hồ, xít vào đó, mình vặn cho nó sát vào bằng tay thôi, sau đó mình lấy cái lê mình xít nhẹ cái là được nha, đừng có sợ nó xì, chỉnh cho nó đúng. Xong rồi bỏ cái khóa vào, đó chỉ cần vặn nhẹ vậy thôi là nó đủ cứng rồi nha nha, không cần phải vặn quá đâu, nó còn mới nữa. Cái dòng này nó cũng có một cái con ốc lọc nhớt nha, đây phía bên này, phía đối diện chỗ gần số máy anh em thấy không, có cái này
cái này dùng tiếp 17 để mở ra nè. Trong này nó có một cái lọc, mình lâu lâu mình gỡ ra coi vệ sinh nó có mạt nha, thì anh em gỡ ra vệ sinh nha. Này mình mới vệ sinh nên mình không cần gỡ ra nữa. Rồi bây giờ mình tiến hành đổ nhớt vào nha anh em. Rồi đây, cái này nó cái bình là khoảng 800 thì anh em đổ đến mức cỡ tầm 700 thôi nha. Trong này phần còn lại thì mình sẽ đổ dần vô chứ đừng có đổ ọc vô hết. 800 là nó đầy quá đó, nó không tốt cho cái xe của mình đâu. Rồi bây giờ mình tiến hành thăm nhớt nha, đổ vô thăm nhớt. Cái mức nhớt của anh em nó sẽ nằm giữa cái sọc. Xin lỗi, trời hơi tối. Đó, nó nằm giữa cái sọc mà chéo đó nha. Nó nằm dao động giữa, nằm trong cái phạm vi của cái mức đó là được. Đừng đổ nhiều quá nha. Chọc vô. Khó lắm đó. Rồi. Đó, nó nằm trong cái mức đó là được nha, đứt đó là được. Xong công việc cuối cùng là gì? Thò vào đây để nắp lại nha. Vặn vừa thôi, đừng vặn chặt quá. Bận quá. Rồi. Ok, rồi xong. Ốc ác rồi xong, bây giờ để máy làm đi vậy thôi. Chúc anh em phá xe thành công nha.